Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2021, giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục nối dài 3 phiên tăng liên tiếp, mặc dù cho Quỹ tiền tệ quốc tế được viết tắt là IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2021 lên 7%. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, chốt phiên hôm qua tại thị trường Mỹ và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng quanh ngưỡng trên 1.787 USD trên một ounce, tăng 10 USD trên ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó. Sáng ngày hôm nay tại thị trường châu Á, lúc 8 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 1.787 USD trên ounce, tăng hơn 9 USD trên ounce so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Quỹ tiền tệ quốc tế được viết tắt là IMF vừa nâng mức dự báo tăng trưởng năm 2021 của Mỹ lên 7%, cao nhất của Mỹ kể từ năm 1984 trở lại đây. Vào hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan này chỉ đưa ra mức dự báo tăng trưởng năm 2021 là 4,6% và năm 2022 là 4,9%. Thông thường, giá vàng sẽ giảm mạnh khi các dự báo kinh tế tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, thị trường lại nhìn nhận thông tin ở khía cạnh lạm phát gia tăng bởi IMF nhận định sự mở cửa trở lại của nền kinh tế lớn nhất thế giới sau đại dịch sẽ tạo ra sự khó lường đáng kể đối với lạm phát, chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong vài tháng tới và gây khó khăn cho việc phân tích các xu hướng lạm phát tiềm ẩn. Và IMF nhận định rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua các kế hoạch cải cách thuế, chi cho xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của chính quyền Tổng thống Biden với quy mô lớn. Nếu những thông tin IMF đưa ra thành hiện thực thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sớm nâng lãi suất vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Mặc dù phiên vừa qua đồng USD tiếp tục tăng giá so với 6 đồng tiền chính trong giỏ thanh toán quốc tế, nhưng nhà đầu tư vẫn thấy lo ngại tiềm ẩn về lạm phát, do đó giới đầu cơ đã đẩy mạnh mua vàng nhằm tránh rủi ro từ lạm phát. Trong đầu tuần, trước khi có thông tin về việc làm tại Mỹ, giá vàng thế giới đã có hai phiên giảm, nhưng sau báo cáo việc làm và thông tin kinh tế từ IMF đã khiến vàng tăng liền 3 phiên, chốt tuần giá vàng thế giới vẫn tăng 12 USD so với giá mở cửa tuần. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2021, tại thị trường trong nước giá vàng SJC cũng bật tăng theo xu hướng của thế giới. Cụ thể vào lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 56,6 cho đến 57,2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng giao dịch mua bán quanh mức 56,6 cho đến 57,22 triệu đồng trên lượng. Các thị trường trên đều giữ giá chiều mua và tăng thêm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán so với chốt phiên trước đó. So với giá mở cửa ngày hôm qua, các thị trường trên đã tăng 250.000 đồng trên lượng, chênh lệch mua bán là 600.000 đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại Doji trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 56,6 cho đến 57,15 triệu đồng trên mỗi lượng. Như vậy tăng thêm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng thêm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. So với giá mở cửa phiên ngày hôm qua, đơn vị này đã tăng 200.000 đồng trên lượng. Chênh lệch mua và bán là mức 550.000 đồng trên mỗi lượng. Tại công ty Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết trên thị trường Hà Nội. Giá mua vào và bán ra đang ở mức 56,65 cho đến 57,15 triệu đồng trên mỗi lượng, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán so với chốt phiên trước đó. So với giá mở cửa phiên ngày hôm qua, các thị trường trên đã tăng 230.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 500.000 đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn Phú Quý được công ty Phú Quý niêm yết ở mức 51,2 cho đến 51,9 triệu đồng trên lượng theo hai hướng mua và bán, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. So với giá mở cửa phiên sáng ngày hôm qua, đơn vị này đã tăng 200.000 đồng trên lượng, chênh lệch mua bán là 700.000 đồng trên mỗi lượng. Nhẫn Gold 24K của công ty vàng Việt Nam Gold giao dịch ở mức 51,07 cho đến 51,87 triệu đồng trên mỗi lượng, tăng 70.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.
chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra là 800.000 đồng trên lượng. Nhận định của một số doanh nghiệp tuần qua, thị trường vàng trong nước ảm đạm do sức mua yếu, hầu hết thiếu vắng nhà đầu tư lớn, chủ yếu là người dân mua tích trữ và làm quà tặng, quà biếu. Giới phân tích cho rằng, tuần qua nhà đầu tư tập trung nguồn tiền, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu nhằm sinh lời. Tuy nhiên, đà tăng của vàng trong nước là đi theo xu hướng của thế giới. Chốt tuần này, giá vàng SJC trên thị trường tự do tăng từ 50.000 đồng cho đến 150.000 đồng trên lượng so với giá mở cửa tuần. Vàng SJC tại Doji và Phú Quý cũng tăng giá 150.000 đồng trên lượng so với mở cửa tuần. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tổng hợp một số thông tin của thị trường vàng thế giới cũng như là trong nước. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá vàng tại thị trường trong nước ở thời điểm hiện tại vẫn neo ở mức cao và duy trì hướng tăng nhẹ khoảng từ 50 cho đến 150.000 đồng trên lượng. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000, tăng 50.000 đồng trên lượng tại hướng bán, chiều mua thì không có sự thay đổi. SJC Hà Nội, chiều mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000, tăng 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán, chiều mua vào không có sự điều chỉnh. Doji Hà Nội, mua vào là 5.660.000, bán ra 5.715.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.660.000, bán ra 5.715.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Hai hệ thống PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000, tăng 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 5.665.000, bán ra 5.715.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.665.000, bán ra 5.705.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.670.000, bán ra 5.710.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố vẫn neo ở mức cao và chỉ tăng 50.000 đồng trên lượng tại hướng bán, không có sự thay đổi về giá so với phiên buổi sáng. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.658.000, bán ra 5.722.000. SJC Huế, mua vào 5.657.000, bán ra 5.723.000. SJC Biên Hòa, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC Miền Tây, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC Long Xuyên, mua vào 5.662.000, bán ra 5.725.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC cũng không có sự điều chỉnh về giá. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.120.000, bán ra 5.180.000, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Vàng bố số 9, mua vào 5.080.000, bán ra 5.150.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K, mua vào là 4.999.000, bán ra 5.099.000, tăng 49.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.